Ngày 20 tháng 10, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hà Giang Sang, sinh năm 1991, ngụ tại Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai về hành vi mua bán trẻ em. Qua kiểm tra xe ô tô khách chạy hướng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Nguyễn Hà Giang Sang mang theo một bé gái 4 tháng tuổi có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận đang đưa bé gái 4 tháng tuổi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Bắc Giang để giao cho các đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ em. Đây là lần thứ 5 Sang nhận đưa các bé ra Bắc Giang. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.